Rồi xin chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn ha. Tình hình là hiện tại đang dịch bệnh quá trời luôn rồi, vòng vòng là không cho đi đâu xa hết trơn á. Rồi trường cũng vậy, trường cũng có đi cũng gần gần nhưng mà cũng có bao nhiêu bãi câu mới mà câu không dính cá. Cho nên chắc là hôm nay trường trường sẽ quay lại chỗ chỗ cũ năm xưa. Đó. Trường câu cá mè dinh nha cả nhà. Đó, tại vì cũng ghiền quá trời ghiền mà giờ mình không có bãi câu nào hết trơn á. Giờ thôi, giờ về đây mình câu lại cái này chủ yếu là đi giải trí với thỏa sức cơn ghiền. Rồi trường trường chúc cho cả nhà mình thấy là có thật nhiều niềm vui nè, có thật nhiều sức khỏe để mình chống lại dịch bệnh ha. Rồi vậy thôi, bây giờ chắc là để trường câu luôn. Rồi cả nhà nhớ bấm like đăng ký chuông để theo dõi những video tiếp theo của trường ha. Và đặc biệt là cả nhà nhớ hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc nhiều người nha. Rồi thôi, để giờ để trường câu nè. Rồi trường trộn sẵn nha, cám này nè, cám CT nè, trường trộn sẵn ở nhà luôn, tại này kế bên nhà mình luôn mà. Nó vừa thả xuống là nó ăn liền rồi kìa. Nó dính này cả nhà. Rồi cá chốt nè, không lẽ trúng ổ cá chốt nữa cho ta, lụm chốt nữa cả nhà ơi, cho nó trúng bầy rồi ta, không lẽ trúng bầy cá chốt ta, chốt bự bự không à nè. Nữa cả nhà, cái chốt nữa. Tình hình là hôm nay là có cá chốt kho tiêu rồi nè nha. Này là để xuống ăn, là trường giật dính, để xuống ăn là trường giật dính à. Trời ơi, cá chốt. Thôi chạy nè. Cá chê cả nhà ơi. Lượm cá chê nha. Nãy giờ nghi nghi rồi. Đây, con dây trắng nha cả nhà. Đó. Cá bự không ụt, không có chăng chỗ mồi không á. Dính nè. Rồi, cá chốt nữa. Để chúng cá chốt nha. Hết chạy. Ồ, mày dính này cuối cùng cũng lên mày dính này cả nhà. Lụm. Rồi, cá gô. Cá gô nha. Lụm cá gô mày ơi. Ủa con này gô bự. Hết sức mừng rồi. Trông chờ nãy giờ luôn á. Ôi ôi. Đây. Đây, gô khủng nha. Cũng không khủng gì mấy nhưng nó cũng bự bự được một chút. Đợi nãy giờ luôn á. Cá chốt. Cá chốt là nó lôi dữ lắm, mạnh luôn. Cá nhỏ mà nó cũng lôi mạnh nữa. Lụm cá gô. Hết chạy đây cá gô. Lụm. Chốt nữa cả nhà ơi. Ơ cá chốt mà lôi gì lắm lôi. Đó. Lụm. Nó chốt nữa. Đây. Lụm. Rồi cá chốt nữa. Rồi cá chốt siêu mini luôn. Rồi nè cả nhà ơi. Tình hình là nãy giờ trường câu được nhiêu nè, đủ khô khô nha. Cá chốt nó ăn nó phá mồi quá trời phá luôn à. Rồi tính câu nữa rồi mà gặp trường hợp này nè. Đó, đang câu thì nói chung là cũng nếu mình ngồi thêm một tí xíu nữa thì cũng còn dính cá, nhưng mà cái ông nhỏ này ông nói trời trời lâu quá trời rồi, cho quay miếng gì đó chơi đi. Rồi đầu bắt gà qua nè, không biết nó làm gì nữa. Rồi chắc là hơi chịu ý luôn, tại vì nó lúc trước đó, nó cũng có đi quay chung với trường nhiều lắm luôn, mà cái thời gian sau này thì trường ít có làm ẩm thực á, trường chỉ đi câu cá này kia không à, rồi nó không có theo quay được. Rồi giờ hôm nay trường ngồi câu cũng xé xéo nhà đó nè, rồi đầu nó thấy trường ngồi câu đây cái nó bắt gà qua rủ
Nói thôi giờ nghỉ câu đi anh Trường ơi, mình qua nướng gà ăn chơi. Rồi chắc vậy thôi, chắc là bây giờ Trường Trường dưới nó đi qua bên chỗ cái chợ lý tưởng của Trường, nướng gà này cho nó ăn. Rồi chắc là để Trường Trường sẽ quay luôn cho cả nhà xem ha, là lâu lâu mình ẩm thực lại tí xíu cho nó lạ lạ ha. Rồi để giờ đi bển bắt gà này mình thịt nó đi, rồi mình sẽ nướng nó. Rồi tình hình là thằng Lộc thì nó đi tứ dưa, còn ở đây thì quỷ đầu trọc đây với lại là Trường đã mặn xong con gà rồi cả nhà. Rồi bây giờ chắc là Trường sẽ luộc luôn cho nó mau quá, chứ giờ này cũng hơi chiều rồi, nếu mình nướng thì nó sẽ rất là lâu luôn. Rồi bây giờ mình nêm đại gia vị này kia chút chút vô cho nó có mùi thôi, một lát là mình chấm nước chấm này kia ha cả nhà. Rồi rồi đó, Trường nêm đại mới gia vị đó bỏ vô đại đó, gà mặn rồi nè. Rồi đi đi hái mấy chết đi đó đây. Hai tầm cây thôi ha anh Dược, Hả? hai tầm hết cây thôi được rồi đúng không? Hai đó cả nhà, cái ớt của Trường nó có trái quanh năm luôn nè. Lâu rồi Trường không có làm ẩm thực, không có nấu ăn gì á, rồi không có ăn tới nó luôn, rồi bỏ đại luôn nè. Đó bây giờ mình tận dụng, mình có gì thì mình làm đó. Đây cây chanh của Trường, rồi hái ít ít lá chanh đi. Ừ, hái đại vài lá thôi cho nó có mùi thơm thơm, chứ mà nhiều quá nó đắng á. Lá này bự nè. Lá đó nó á. Rồi vài lá được rồi. Ừ rồi. Ừ thơm nha, nó không phức. Bỏ ít lá chanh vô luôn nha. Cái này là Trường chỉ là luộc tào lao thôi nha cả nhà, tại lâu quá không có làm ẩm thực, rồi hôm nay làm lại cho hai thằng cu này nó ăn chơi thôi. Rồi thôi bây giờ để Trường bỏ lên luộc nha. Rồi vẫn là lò củi huyền thoại năm xưa nha, cũng rất là lâu rồi Trường không có nấu nướng gì lại hết trơn nè. Đó hôm nay làm lại món này chơi, tại vì á là đang Trường đang câu cá mà thằng Lộc nó ôm gà qua nó làm món gì ăn chơi, nó gọi gì thôi luộc đại luôn đi, chứ cũng hơi chiều chiều vậy á. Nếu mà mình nướng thì nó thời gian nó lâu lắm, cho nên thôi Trường luộc đại luôn, luộc cái lò củi và cái nồi huyền thoại. Nhưng bỏ đại xuống đi nó cháy chứ hả. Rồi bỏ củi lên này, bỏ lên cái nồi lên, dữ lắm lâu rồi mới nấu nướng lại. Thì thôi cái này cũng đơn giản, thì thôi Trường để cho nó nấu, nó tự nấu luôn. Cái này thì nó biết luộc thì nó rất là đơn giản. Rồi cả nhà ơi, con gà nó chín này ha. Rồi giờ chắc là đây ba anh em Trường sẽ đem ở bên ruộng ngồi ăn cho nó mát rồi cả nhà. Ba anh em chủ nhà. Rồi tình hình là xong rồi cả nhà ơi. Rồi đây là hai thanh niên sau bao ngày không được quay clip. Hôm nay được quay mừng không? Cũng vui vui. Vui vui hả? À, cho ông Trường nè. Rồi cảm ơn nghe đó. Gà này gà mà hồi lúc lúc Trường câu á, nó đem lại nè, đem lại kêu làm ăn nè. Mày cái nhà nha. Giờ dứt cái mẹ đó hả? Trời trời nhanh nha. Ăn là phải trong ăn nguyên cái... đại đi, sáng ăn chi nữa. Chắc đó. Mày cả nhà nha. Ngon không? Chưa ăn nó hỏi ngon không?
Đó, buổi chiều thì ở ngoài ruộng nè cả nhà. Cánh đồng ruộng xanh mơn mởn nha. Chợ hàng nó ăn chút đi trường hả, vô ăn miếng. Chứ hồi trưa giờ cũng thèm thèm mà làm mà chưa giờ luôn đó. Nào là mặn gà xong hay biết bao lâu rồi, cái phải luộc nó nữa, luộc mà bằng cái lò củi á, với cái bếp cái nồi đất á, nước nó lâu sôi lắm, bởi vì rất là lâu luôn. Đây, kế bên thì là con kênh Thăng Thuột. Cái con kênh này là câu ở đây đó, nãy trường câu bên cái bờ dừa bên kia á, xích bờ dừa đằng nẵng á đó. Rồi giờ chỗ đó thì nó nắng quá, thôi trường lại chỗ này cho nó mát tí xíu. Ngon không? Gà con lọc đó ngon không? Có phê chứ ê cái gà. Rồi cả nhà ơi, thì thôi bây giờ trường vô ăn miếng. Chứ nãy giờ cũng thèm thèm xíu rồi. Rồi, buổi chiều ở ngoài ruộng á, vừa ăn nè, vừa nghe tiếng ếch kêu, nhái kêu, đủ các kiểu. Cũng thấy buồn buồn mà vui vui. Rồi, thôi, trường mời cả nhà ăn với trường nha. Dữ lắm lâu rồi mới quay lại cái clip ẩm thực nấu ăn này kia chơi nè. Mà trường cũng không nghĩ là quay nữa. Mà ông này ông như bắt gà qua kêu làm món gì ăn, chơi luôn. Thôi dứt nè, chấm với cái nước, nước này ngon không, nước chấm ngon không? Được. Nước muối ớt chanh. Ừ, giỏi mặn. Vừa mặn vừa chua. Nhưng mà thịt gà thì nó ngọt mới ngon. Ăn gà của người ta mà. Ăn gà của con lọc mà cái gì nó mới ngon. Được chua là ngon nhất. Dứt nè. Đang nói bụng. Giờ chắc cũng tầm khoảng 5-6 giờ chiều rồi, tối rồi. Trời cũng hết nắng luôn rồi đó, dịu mát luôn rồi đó. Bé cổ. Nó chua ha, nãy mình ăn canh nhiều hơi chua ha. Chua mặn. Ừ, chua mặn. Tại nó không có đường á, không có đường, ít đường. Nhưng mà ăn gà nó ngọt nó ngon. Gà Mỹ nè. Không có mặn. Ngon quá rồi. Gà Mỹ. Thường không ăn được ta hay gì. Thấy không, gà đá nè, Ngọc đem gà đá rồi ăn gà. Nó bẻ sao thịt gà trơn luôn hay đi trời. Thôi câu cộng, thôi câu không mà, hết thịt luôn. Thơm ha. Thơm mà cái khác. Ủa mà có khói. Ăn tốt mà. Đúng không? Chua quá. Rồi vậy thôi chắc trường sẽ dựng video luôn. Cả nhà xem nhớ bấm like đăng ký chuông để theo dõi những video tiếp theo của trường ha. Thì trường có thể là đi câu cá nữa, hoặc là nếu mà tình hình mà dịch quá trời á là không có đi xa được, thì chắc nếu mà quanh quẩn cái khu vực ở chỗ này thì chắc trường cũng sẽ kiếm món gì đó trường sẽ nấu làm cho cả nhà xem ha, chứ dịch quá không có đi câu được nữa cả nhà ơi. Rồi trường chúc cho cả nhà là có thật nhiều niềm vui nè, có thật nhiều sức khỏe để mình có thể chống lại được tất cả dịch bệnh này kia mọi thứ ha. Rồi vậy thôi, chào cả nhà ha.